Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phương Nam Show của Ra TV. Các bạn ở bên lúc này thì tôi đang ở Nosenko, một quán cà phê rất đẹp ở Vinh. Và sau lưng tôi là sân vận động thành phố Vinh. Nhắc đến Vinh là phải nhắc đến Sông Lam Nghệ An. Và các bạn thân mến, thường thì khách mời của Phương Nam Show sẽ là một nhân vật, một cầu thủ, một cựu cầu thủ, một ai đó nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của họ. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đã mời đến đây một nhân vật đặc biệt. Nhân vật này cũng rất đáng chú ý ở Sông Lam Nghệ An. Nhưng ngày hôm nay người này có mặt ở đây không phải là để kể nhiều về cuộc đời của khách mời, mà họ sẽ chia sẻ cho chúng ta về một trong những câu bộ truyền thống nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, câu bộ Sông Lam, qua câu chuyện của người thầy Nguyễn Đình Nghĩa. Em cảm ơn thầy, đã dành thời gian cho Phương Nam Show. Và em với thầy thì cũng đã quá quen thuộc nhau rồi, chúng ta biết nhau từ hàng chục năm nay, từ cái thời mà em còn đi đá bóng rồi thầy thổi còi, rồi thầy thẻ phạt em. Và sau đó thì em là huấn luyện viên trưởng của các đội U, rồi thầy cũng dẫn dắt các đội U đi thi đấu, chúng ta đã quá quen nhau rồi. Nhưng có lẽ là khán giả thì đang vẫn hơi lạ lẫm với thầy Nghĩa. Vậy thì thầy Nghĩa có thể giới thiệu cho khán giả của bóng đá TV của Phương Nam Show về thầy một chút đi ạ. Đầu tiên cho phép tôi xin cảm ơn Phương Nam và cả ekip chúng ta làm việc hôm nay. Thì cuộc đời thì mình cho mình yêu thích bóng đá. Dạ. Thì năm 80 là vào đá đội tuyển của tỉnh rồi. Dạ. Đến năm 89 thì bị chấn thương. Chấn thương xong đó để đi học đại học. Dạ. Sau về làm công tác huấn luyện lớp mà lứa mà Đức Thắng thành công. 95 thì có học lớp trọng tài, cũng có đi làm trọng tài. Và Nguyễn Đình Nghĩa rất nổi tiếng bóng đá Việt Nam thời kỳ đó. Năm 2005 thì tôi làm trưởng phòng đào tạo trẻ của câu lạc bộ đá Sông Lam, đến năm 2007 thì được bổ nhiệm làm phó lúc điều hành cho đến nay. Thầy Nghĩa đã gắn bó với Sông Lam là cũng khoảng gần 40 năm thầy nhỉ? Nếu nói bước chân vào đá bóng là thế này là 43 năm rồi. Rất nhiều những người cùng làm với thầy, cùng thế hệ với thầy, họ đã không còn tiếp tục gắn bó với Sông Lam nhiều lý do. Rồi những người cũng cùng với thầy làm ở cái thời gian trước, họ cũng đã bắt đầu nghỉ rải rác rồi. Bây giờ thì gần như thầy Nghĩa là cũng thuộc dạng người Mohican cuối cùng. Điều gì đã giúp cho thầy tiếp tục ở lại, tiếp tục gắn bó với Sông Lam qua với nhiều bao nhiêu thăng trầm như vừa qua? Thực tế bản thân thì mình yêu thích nghề này, đam mê nghề này. Và mình đang có sức, mình rất muốn phấn đấu, muốn được ở lại. Cho nên là và khi nhà tài trợ đón nhận nhà tài trợ mới và nhà tài trợ mới đã tin tưởng và bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới thì bản thân đó là thực chất là rất muốn làm việc, và hôm nay lại được làm việc thì điều đó là điều mong muốn của mình, rất khát khao, rất muốn cống hiến, làm việc hết sức mình. Bây giờ thì quý vị các bạn, thầy Nghĩa đang là chức danh phó tổng giám đốc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An kiêm giám đốc điều hành trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Sông Lam Nghệ An, đúng không? Vâng, vậy thì cái mối liên duyên giữa Tân Long và Sông Lam Nghệ An diễn ra như thế nào ạ? Cái này là xuất phát từ cái nguyện vọng của cổ động viên của nhân dân Nghệ An với Sông Lam Nghệ An. Thì Ủy ban nhân tỉnh có kêu gọi một số nhà đầu tư về đầu tư để giúp đỡ bóng đá Sông Lam phát triển. Thì trong cái bối cảnh đó thì Chủ tịch Trương Sĩ Bá đã có ngỏ lời và được Ủy ban nhân tỉnh chấp nhận và thực hiện một quyết định rất nhanh. Vậy thì có một câu hỏi khá là thú vị em muốn hỏi thầy, đó là thường thường thì người ta khi mà nhà tài trợ đến một đơn vị đến để tiếp nhận và quản lý đội bóng thì người ta sẽ tìm hiểu xem là có phù hợp hay không. Vậy thì Sông Lam Nghệ An thì vẫn rất nổi tiếng với cái chất nghệ riêng của mình. Vậy thì Tân Long thì có chất nghệ hay không ạ? Nói đến chất nghệ thì vì Chủ tịch Trương Sĩ Bá và Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Trương Mạnh Linh là người con xứ Nghệ. Là người con xứ Nghệ. Và cả cán bộ và công nhân viên của tập đoàn Tân Long cũng là phần lớn là con em của xứ Nghệ. Để khen lãnh đạo thì ai đang cũng không khách quan. Nhưng mà tôi chỉ có ba câu có tính chất nghệ. Tôi đang nhận định là quyết định nhanh, triển khai nhanh, thích ứng nhanh, nói ít, làm nhiều. Bắt buộc phải là Sông Lam Nghệ An thì Tân Long mới vào. Vì sao? Vì chủ tịch của Tân Long, chủ tịch của tập đoàn Tân Long là ông Trương Sĩ Bá, cũng là một con người của xứ Nghệ. Bản thân tôi cũng là một con người của xứ Nghệ, sinh ra và lớn lên ở Diễn Kỷ, Diễn Châu và Nghệ An, thì luôn luôn hướng về mảnh đất của quê hương và luôn luôn muốn làm một điều gì đó cho quê hương. Thật ra là trước đây, cách đây 2 năm thì chúng tôi cũng đã có lần xem xét đến cái việc là đầu tư vào cho bóng đá Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng thời điểm đấy thì lại đã có cái nhà tài trợ hiện tại
đúng hơn là nhà tại tôi cũ ấy. Thế cho nên là chúng tôi không vào được. Vâng, đó là lý do mà chúng ta thấy Bầu Bá ngay sau khi nhận chức đã đi tham quan một vòng câu lạc bộ, một vòng trung tâm và đưa ra những cái quyết sách rất là chính xác và rất là nhanh ở cái thời điểm đó để giúp cho cái cuộc sống của vận động viên cũng như là giúp cho những cái công tác huấn luyện của vận động viên tốt hơn trong thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Đúng ấy, tôi thật thực tình mà nói là lần đầu tiên nhà tài trợ đến nhận nhiệm ban giao xong là đến ngay câu lạc bộ, đến ngay câu lạc bộ không phải là đến ở trên bàn giấy mà chủ tịch tước sĩ Bá, tổng giám đốc Trương Mạnh Linh và cả một ekip đi thực tiễn luôn, xuống từ cái phòng ở, cái nhà ăn, rồi tham quan tất cả mọi vấn đề, rồi gặp gỡ để nắm bắt tình hình và cho xử lý ngay. Chế độ ăn của vận động viên trẻ được tăng ngay. Tức là tôi nghĩ là nói là làm cái cảm nhận ban đầu của tập thể cán bộ, nhân viên, phụ huynh học sinh, tất cả mọi người, anh em vận động viên, ta thấy là một cái sự đổi mới, mà đổi mới đúng là quá nhanh. Mà theo chúng tôi nghĩ là quá nhanh, mà cảm nhận là như vậy. Và tất cả anh em đều phấn khởi. Và đến thời điểm này thì đã có những điều gì mới mẻ đến với câu bộ, đến với trung tâm đào tạo trẻ? Tức là cái quyết định nhanh nhất mà quan trọng nhất bản thân tôi nghĩ đó là quyết định giữ Phan Văn Đức. Là quyết định đầu tiên đàm phán, rồi xong đó là Phạm Xuân Mạnh. Và tiếp tục có những cái tăng lương cho tất cả các vận động viên và tiếp đến là ký hợp đồng với những vận động viên không làm để các em yên tâm cống hiến và chế độ ăn của vận động trẻ được tăng lên rõ rệt và có quyết định và đã thực hiện. Cái thứ hai nữa và cho sửa ngay nhà cửa, tôi nghĩ là đây là một sự làm chuyên nghiệp của kỳ luôn, cả một cái ekip của tập đoàn vào mà theo chỉ đạo của chủ tịch và tổng giám đốc. Thầy thấy là cái cách làm của họ có phù hợp với cái cách làm của Sông Lam không ạ? Bởi vì thường là doanh nghiệp thì họ có một cái cách làm riêng, đúng không ạ? Họ có một cái bộ máy riêng và cái cách xử lý công việc nó khác, tương đối khác so với cái đặc thù của bóng đá của mình. Vậy thì qua những gì mà một cái sự mới mẻ, một cái sự thời gian rất là ngắn thôi, thì thầy cảm nhận là cái cách làm của Tân Long nó có phù hợp với cách làm của Sông Lam Nghệ An hay không ạ? Tôi thấy nó sẽ phù hợp. Họ làm việc nhanh, quyết đoán. Không phải họ mới vào họ không biết gì về Sông Lam đâu. Tức là người ta có một cái sự tham khảo, tìm hiểu một quá trình về Sông Lam để khi họ tiếp nhận Sông Lam là họ có thể bước chân vào tiếp quản và làm việc ngay được. Có một điều mà em vẫn muốn hỏi tiếp với thầy, đó là trong những cái cách làm mới của Tân Long, nhanh, gọn, chính xác, kịp thời, nó có xung đột với cái cách làm việc trước đây của chúng ta. Trước đây chúng ta thì nó có, vẫn chúng ta phải thừa nhận là nó hơi cũ kỹ, nó nhiều thủ tục rườm rà, nó phải xin nhiều lớp một cái quyết định nào đó. Thì bây giờ thì mọi thứ như thế nào ạ? Chúng ta phải thích ứng, vì đổi mới đây là đổi mới tốt lên và cách làm việc nó khoa học hơn. Nếu anh không thích ứng thì anh phải tự đào thải thôi. Vậy thì bây giờ cái bộ máy vận hành của câu lạc bộ nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Người cao nhất là chủ tịch Trương Sĩ Bá, đúng không? Và chủ tịch sẽ làm những công việc như thế nào ạ? Chủ tịch thì nói chung là về mặt điều hành quản lý chung rồi, nói rồi. Người trực tiếp điều hành là tổng đốc Trương Mạnh Linh và kiêm nhà cũng điều hành. Thì là điều hành toàn bộ, điều hành và quản lý toàn bộ. Nó đều có các phòng ban. Thì sau khi trước đây thì Sông Lam gọi là phòng đào tạo. Nhưng Tân Long về thì cũng có gặp gỡ, cũng có trao đổi và bóng đá chuyên nghiệp xuất thế thì gọi cái phòng đào tạo thì nó bây giờ trung tâm đó việc theo trung tâm bóng đá đã tất cả BBF tôi gọi trung tâm nó phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp hơn thì chủ tịch quyết ngay thành lập trung tâm và ra quyết định trước tiên ra quyết định bổ nhiệm tôi là giám đốc trung tâm. Thế còn anh Văn Sĩ Hùng thì đóng vai trò gì ở câu lạc bộ? Văn Sĩ Hùng là phó giám đốc điều hành và chuyên môn của câu lạc bộ. Tổng giám đốc và có phó giám đốc điều hành chuyên môn của câu lạc bộ. Có nghĩa hai mảng riêng, anh Hùng sẽ là mảng bên câu lạc bộ điều hành chuyên nghiệp, còn thầy sẽ là mảng bên đào tạo trẻ. Và cảm nhận của thầy về Bầu Bá như thế nào? Bầu Bá là người như thế nào? Về Bầu Bá thì qua một cái tiếp xúc rất ít, nhưng mà em thì em rất ấn tượng với cách mà ông Bầu ngày đầu tiên đến nhận. Đấy, tôi đã nói như tôi đã ban đầu cái ấn tượng ban đầu mà chúng tôi mới tiếp xúc rất ít. Thực chất mới được gặp. Thầy chắc là có trong cái đoàn đi đấy chứ ạ? Có đoàn đi. Như thế là tất cả không phải là chúng tôi người lãnh đạo mà tất cả cán bộ nhân viên cũng lệ
người ta cũng có một cái nhìn nó khác hẳn. Nên là cái cảm nhận ban đầu tôi nghĩ rằng nó khó diễn tả, từ đó có niềm tin cực lớn. Thế còn bạn Trương Mạnh Linh thì sao? Giám đốc trực tiếp, tổng giám đốc trực tiếp, xếp trên trực tiếp của thầy, mà năm nay sinh năm 92. Đánh giá một hiệp trẻ tổng đốc Trương Mạnh Linh kiêm nhiệm điều hành, tôi nghĩ là cách tiếp xúc cởi mở, làm việc rất nhanh gọn, quyết đoán, giải quyết nhanh, rất lắng nghe những cái ý kiến của những người làm công tác chuyên môn. Bản thân chúng tôi ngay mới những cái ban đầu chúng tôi đề xuất cái gì phù hợp để giải quyết ngay. Tôi thấy đó là một cách làm nó khoa học và chuyên nghiệp mà nó đổi mới cực kỳ luôn. Cho nên kể cả là khi mình không tâm huyết, không làm được việc, mình cũng cảm thấy xấu hổ, mình phải tự suy nghĩ. Tôi nghĩ như vậy, làm việc với những người như vậy mà mình mà không làm được việc thì mình tự xấu hổ và mình có thể suy nghĩ. Thật ra là cũng chưa được nhiều, chúng tôi mới tiếp quản được hơn một tuần. Thì cái công tác mà tổ chức, công tác vận hành nó còn rất là nhiều dở dang và rất là nhiều những cái mà chúng tôi sẽ cần phải chỉnh đốn lại. Những cái đang tốt rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy. Và những cái mà chưa được tốt thì chúng tôi sẽ dần dần chỉnh đốn lại và có những cái sự thay đổi mới. Sự thay đổi như thế nào thì người hâm mộ hãy dõi theo và tiếp tục đồng hành, ủng hộ cùng câu lạc bộ. Tân Long là một doanh nghiệp và tất nhiên doanh nghiệp thì họ kinh doanh để tồn tại rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng bóng đá, câu chuyện bóng đá với Sông Lam Nghệ An và với bất cứ một nơi nào thì bóng đá không phải là một nơi để kinh doanh, để kiếm tiền, để mang lại lợi nhuận. Vậy thì Tân Long đồng ý làm đồng hành cùng với Sông Lam Nghệ An vì lý do gì ạ? Chắc là từ đam mê, rồi tình cảm, sự nghệ, chủ tịch là người con của sự nghệ. Kể cả khi tiếp nhận đội bóng, chủ tịch có quyền đổi tên, gắn tên. Nhưng mà bốn chữ Sông Lam, Nghệ An nó đã ăn vào máu, rửa thịt và của cổ động viên là niềm tự hào của dân nghệ. Thì chủ tịch vẫn quyết định giữ nguyên bốn chữ Sông Lam, Nghệ An. Em thì cũng hơi lo một chút, bởi vì chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng làm bóng đá chuyên nghiệp thì có thể là Sông Lam, Nghệ An thì có sự hỗ trợ từ tỉnh. Và theo em biết thì Sông Lam Nghệ An là một trong những địa phương hiếm hoi mà mỗi năm có khoảng từ 20 đến 25 tỷ để cho ngân sách đào tạo trẻ, đúng không ạ? Các lộng các nơi khác có khi không có đâu, nhưng mà với kể cả câu bộ chuyên nghiệp và kể cả đào tạo trẻ thì ngân sách để duy trì một năm nó phải tầm đến 70 tỷ, 80 tỷ. Và mỗi năm như thế thì tính ra là nhà tài trợ ngoài cái số tiền mà tỉnh hỗ trợ ra thì cũng phải 40, 50 tỷ. Vậy thì họ sẽ gắn bó, họ sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu? Và họ sẽ gắn bó được với Sông Lam Nghệ An bao nhiêu lâu? Đó là cái điều mà em cực kỳ lo lắng. Bởi vì chúng ta có quá nhiều bài học rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là FLC gắn bó với Thanh Hóa 3 năm rồi họ cũng đi. Rồi nhiều những nhà tài trợ ở Vsem Hải Phòng, rồi Xi Măng Hải Phòng, rồi Mikado Nam Định, rồi Dược Phẩm Dược Nam Hà Nam Định. Cái nhà tài trợ cũng chỉ gắn bó với câu bộ một vài năm. Vậy thì bài toán của Tân Long với Sông Lam Nghệ An sẽ là như thế nào? Hồi đấy chắc là xin phép Phương Nam chắc là có một gì nào đó thì sẽ phải hỏi và bầu bá thì bầu bá mới trả lời được, đúng không ạ? Vâng, đó là một câu hỏi khó, đúng không ạ? Và có một cái này nữa thì nó cũng là một câu hỏi khó, nhưng em chỉ muốn là thầy xác nhận ở trên cái tầm đánh giá của thầy thôi. Có thông tin nói rằng là Tân Long là một công ty con của Bầu Hiển, của tập đoàn TNT, thì cái này có chính xác không ạ? Thực tế cái đó thì là một công tập đoàn Tân Long là một tập đoàn, tôi nghĩ rằng là độc lập. Vì sao? Tập đoàn Tân Long hiện nay là gần có 3.000 cán bộ nhân viên. Họ có tiềm năng thực sự. Về đây tất cả vấn đề quyết là chủ tịch quyết, không phải qua một ai cả. Tôi thấy trong cái việc làm, tôi nghĩ rằng là qua cái thực tế nhìn nhận, nếu chúng ta lệ thuộc một cái chỗ nào đó thì chúng ta bao giờ phải xin ý kiến. Thì tôi thấy đúng chạm chỗ nào là chủ tịch quyết chỗ đó. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã vừa làm quen với thầy Nguyễn Đình Nghĩa, cũng đã lắng nghe những chia sẻ đầu tiên của thầy về những sự mới mẻ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và những niềm tin mới cho một tương lai có lẽ là sẽ chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn và nhiều màu sắc tươi sáng hơn, để chúng ta có thể thấy được một Sông Lam Nghệ An hùng mạnh trong tương lai. Hơn 3 tuần kể từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức chuyển giao câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho tập đoàn Tân Long sau khi Ngân hàng Bắc Á xin rút
Chúng tôi đã có mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An để có cái nhìn trực tiếp về những thay đổi của đội bóng xứ Nghệ sau khi có nhà tài trợ mới. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng, người được chọn cho cuộc chiến trụ hạng của Sông Lam Nghệ An. Vẫn là một hình ảnh thường thấy ở Huy Hoàng khi còn là cầu thủ và bây giờ là cương vị một người thầy. Mạnh mẽ, sông sáo và hết mình. Một người được đánh giá là có tiếng nói với các đàn em trẻ về chuyên môn. Huy Hoàng có thể không giỏi nhất và còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng anh là sự lựa chọn thích hợp nhất thời điểm này. Sự xuất hiện khác trên sân, cựu tiền đạo lừng danh một thời, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam Phạm Văn Quyến với vai trò trợ lý đội 1. Chuyện Văn Quyến mát tay với các lứa trẻ Sông Lam Nghệ An suốt 3 năm qua đã không còn cần để bàn cãi. Anh vẫn là một cái tên đặc biệt thu hút truyền thông. Đây cũng được coi là quyết định khôn khéo của đội ngũ lãnh đạo. Điều tích cực của nhà tài trợ Tân Long là đã được bổ sung thêm các cầu thủ ngoại và chúng tôi được bổ sung thêm một cái quỹ cho các cầu thủ thay thế các cầu thủ ngoại và mua được tìm kiếm được các cầu thủ ngoại ví dụ như Olaha và một vài vị trí chúng tôi đang còn xem xét. Đấy là cái mặt tích cực của nhà tài trợ mới, đấy là có về nguồn tài chính. Cái thứ hai là nguồn dinh dưỡng cho các cầu thủ về chế độ lương thưởng bổ sung lên cho các cầu thủ trẻ cũng như các cầu thủ lớn tuổi sắp hết hợp đồng. Tân Long đang hỗ trợ hết mình cho đội bóng Sông Lam Nghệ An từ những chế độ dinh dưỡng cũng như là tăng cái chỗ chế độ đại ngộ lên để cầu thủ vượt qua có những cái khó khăn. Thì em lương có 6 triệu. Còn Tân Long vào thì em được 20 triệu lên là 20 triệu. Bữa ăn của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong ngày đầu tiên bầu bá đến thăm nhà bếp. Còn đây là bữa ăn mới đây của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, có sữa tươi và sữa chua tráng miệng. Dẫu vậy, lãnh đạo tập đoàn Tân Long cho biết họ sẽ tiến hành tìm kiếm một chuyên gia dinh dưỡng trong tuần tới. Tu sửa mặt cỏ sân Vinh đồng thời đang tích cực tìm kiếm các nhà thầu nhằm cải thiện cơ sở vật chất xung quanh sân, các khán đài. Đặc biệt, đội bóng này sẽ tiến hành xây dựng thêm một khu nhà ở cho đội 1. Thay vào đó, đội trẻ sẽ chuyển lên ở khu đội 1 cũ với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho các đội trẻ của đội bóng xứ Nghệ. Còn đây là khu ở của các cầu thủ trẻ, những lứa cầu thủ tài năng trong tương lai mà bóng đá xứ Nghệ sản sinh. Một tấm áo mới đang dần được khoác lên tại đây với phòng ốc mới, điều hòa mới và những ước mơ cũng từ đó được chắp cánh bay lên cao hơn. Có rất nhiều thay đổi và giúp cho bọn em được cải thiện tốt hơn và như được lau nhà và giặt quần áo và được thêm những điều hòa và phụ kiện như sơn lại tường và có những giường mới ăn sướng hơn và chúng em được cải thiện rất nhiều ạ. Việc áp dụng mô hình quản trị của doanh nghiệp và bóng đá đã và đang có những dấu hiệu tích cực bởi sức trẻ của bộ máy lãnh đạo kết hợp cùng với những người cũ dày dặn kinh nghiệm như ông Nguyễn Đình Nghĩa, Văn Sĩ Hùng, giữ chân thành công Phan Văn Đức, sắp tới có thể sẽ là Văn Hoàng, Xuân Mạnh. Xa hơn nữa là gọi về những người con của quê hương như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Phi Sơn trở về cống hiến. Nhưng trước mắt vẫn là mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Dù chặng đường phía trước của Sông Lam Nghệ An mùa này còn rất gian nan, nhưng với những thay đổi mạnh mẽ từ nhà tài trợ và đội bóng, người hâm mộ có thể tin tưởng vào một tương lai không xa, đội bóng xứ Nghệ sẽ tìm lại được bản sắc vốn có. Xứng với câu nói mà ông Nguyễn Đình Nghĩa đã chia sẻ với chúng tôi trước khi kết thúc chuyến đi. Ở Nghệ An, bóng đá như là một thứ tôn giáo, không thể khác được. Các bạn thân mến, đó là Sông Lam, đó là quá khứ, đó là hiện tại. Và ngày hôm nay rất thú vị khi mà vị khách mời của chúng ta lại là một người, chính là cái sợi dây xuyên suốt giữa quá khứ và hiện tại. Một người đã có 43 năm gắn bó với Sông Lam trên nhiều cương vị, từ cầu thủ cho đến trọng tài, cho đến nhà quản lý, cho đến huấn luyện viên. Và bây giờ là một trong những lãnh đạo cao cấp của bộ Sông Lam Nghệ An. Và em ơi thầy, đó là thầy nhận xét thế nào về câu nói Sông Lam Nghệ An, truyền thống thì là giá trị hào hùng, nhưng cơ chế lại là thứ mà đã kìm hãm rất nhiều sự phát triển của bóng Nghệ An trong những năm vừa qua. Đúng hay sai? Và thầy muốn giải thích, phân tích sâu như thế nào về câu này? Cơ chế chúng ta phải nói rằng từ một cái cơ chế là đó, từ nguồn đào tạo trẻ, ngay từ cơ chế chúng ta được tỉnh quan tâm, nhưng mà mọi vấn đề chi tiêu tất cả là theo quản lý nhà nước. Thế chúng ta muốn cũng làm được, một cũng có thể làm được. Nhưng
có những cái chúng ta muốn nhưng mà lại nó bị trói buộc cái thế. Vì chế độ ăn của cháu muốn nâng lên thì mình cũng rất khó. Ví dụ tất cả mọi cái đều nằm trong quy định tài chính của nhà nước. Tại vì đây là nguồn ngân sách của tỉnh, đây là ngân sách là hợp đồng với công ty của Hân Sông Lam đào tạo của những nguyên trẻ. Cho nên tất cả mọi cái gì là chi tiêu đúng của nhà nước thì chúng ta là cơ chế quản lý nhà nước thì chúng ta biết rồi. Là đồng nguyên tắc tất cả mọi vấn đề anh thì đúng. Thế còn một doanh nghiệp thì nó dễ, dạ, có đấy. Thể quyết ngay. Phòng nóng quá lắp điều hòa không sao lắp đó, luôn. Tôi nói như vậy đó là nếu như trước đó mà, thì phải qua chục cái chữ ký nữa đúng không? Chúng tôi mới làm phải quá trình phải xin dạ. Và nó còn nằm trong cái nguồn của mình hay không nữa. Tức là muốn làm nhưng mà không có thể tăng nào với cơ chế. Tại vì nó như vậy. Nhưng nếu cơ chế của doanh nghiệp thì nếu ông chủ mà cảm thấy đó là đúng quyết có thể làm ngay. Thế nên là tôi nghĩ là đấy là sự khác biệt. Sự khác biệt. Và sự khác biệt này tốt. Tốt quá tốt chứ. Vâng. Vậy thì với cương vị của cá nhân thầy ở thời điểm hiện tại là một giám đốc trung tâm đào tạo, thầy đã có những cái định hướng, đã có những kế hoạch để phát triển trong thời gian tới chưa? Thực chất là trong cái thời gian này thì khi về bắt đầu có quyết định, thì khi có cái định hướng có sau cái buổi gặp gỡ đó thì đã giao cho bản thân tôi việc cái đề án mới. Có cái đề án tôi sắp viết thì nó sẽ có những cái cũ, từ giá trị cũ và truyền thống thì ta phải truy. Còn những cái chính sách phù hợp có cái gì lạc hậu rồi chúng ta phải thay đổi và thay đổi nhanh để chúng ta theo kịp chuyển đổi khoa học. Tất cả các bộ nào muốn phát triển thì cũng phải vậy thôi, tôi nghĩ là vậy. Mà cái thay đổi ban đầu là từ cái gọi là phòng đào tạo, nó nghe nó không phải ông đá chuyên nghiệp, nghe như kiểu là phòng bán thế của này nào thứ. Thế mà ta gọi là trung tâm đào tạo thì các trung tâm đã có từ lâu rồi, BPF, Viettel, Đà Nẵng, tất cả người ta đều gọi trung tâm cả. Ở thế giới cũng gọi là trung tâm mà. Còn tiến tới hơn nữa mà ta có điều kiện là ta học viện, đấy, ta phải theo xu thế như vậy. La Masia, Carlington, đúng không ạ? Vậy thì thầy vừa nói về cái giá trị cũ. Thầy muốn duy trì cái giá trị cũ nào trong cái công tác đào tạo trẻ? Chúng ta ví dụ như cái vệ tinh Nghệ An, mà cái đấy là hơn ở các nơi khác, nó có nguồn lực thực sự, mà một tỉnh rộng, dân số đông, trẻ em thì lại yêu thích nữa, thì đó là một cái thuận lợi. Thì cái vệ tinh nó quan trọng của kỳ luôn. Hiện nay chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm nay. Bắt đầu năm nay có cái festival U9 của Liên đoàn thì chúng tôi đã tổ chức cái giải U9 cách đây 3 tháng để tuyển chọn. Đã đứng gửi ở cấp huyện, nằm ở 25 cái vệ tinh. Thì tôi trong tuần này chúng tôi lại làm luôn. Thực chất là chúng tôi bổ sung làm thành lập đội tuyển U9. Và chúng tôi trước đây thì có U10, 11 thôi. Nhưng mà bây giờ phải có 8 cái người, tại vì theo cái lịch hệ thống thi đấu của Liên đoàn thì thực chất là chúng ta làm tốt công tác vệ tinh, chúng ta phải bảo vệ cho được, phải làm được. Và tiền tới chúng có thay đổi nữa, khả năng chúng tôi có tập trung các đội khu vực, có một vài nhóm, lại một vài trung tâm các huyện tốt, chúng tôi làm một cái bán tập trung, có thể ăn buổi trưa đó sau về làm thí điểm, nếu tốt thì nhân rộng. Mà cái này là ý kiến chỉ đạo của chủ tịch. Thế nên là tôi nghĩ đó là một cái rất thuận lợi. Vì không chúng ta có thể đưa về thành phố câu lạc bộ hết được. Và có những em nó giữa 9-10, ở cái lứa tuổi 8-9-10, sự phát triển nó có thể chậm hết. Mà chúng ta giữ được cái đấy là cái nguồn rất tốt. Và cái thứ hai, cái hệ thống tổ chức thi đấu là chúng ta phải duy trì. Sáng năm thì chúng ta sẽ có hai cái giải, một cái giải U9, giải U10. Giải U9 để chuẩn bị, U10 để chuẩn bị U11. Chúng tôi không tổ chức ở thành phố, mà đưa về các huyện năm thay đổi. Năm nay thì huyện này đăng cai, năm nay khi đưa lên thì nhiều huyện rất thích đăng cai. Nhưng mà phải lần lượt. Thì tự với đưa bóng đảo, các em nó về phong trào các huyện tạo nên, tức là đưa thầy để người ta cảm nhận được cái điều ở thành phố cả thì nó theo nghĩa cũng tốt. Và chúng tôi phải phát huy cái đó, phải giữ, phải làm được cái đó là cái nguồn
nhân lực cho đội tuyển. Một buổi chiều, hai ngày trước thời điểm thành phố Vinh giãn cách xã hội do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại sân cỏ nhân tạo thuộc đại bản doanh của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đường Đào Tấn, những cầu thủ nhí phần đa từ 9-10 tuổi đang say sưa trong từng đường bóng dưới cái nắng gay gắt của thành Vinh, với ước mơ được ghi tên mình vào lò đào tạo trẻ chứ danh bậc nhất Việt Nam này. Việc duy trì công tác tuyển sinh trong thời điểm dịch bệnh được xem là nỗ lực không nhỏ của Trung tâm bóng đá trẻ xứ Nghệ. Năm nay, Nghệ An tuyển sinh cả 3 lứa tuổi từ 9 đến 11. Nhưng khác biệt ở chỗ, các cầu thủ trẻ được chia thành từng huyện và di chuyển theo một chu trình khép kín. Các phụ huynh cũng không đi cùng. Trước đây chúng tôi tập trung từng lứa tuổi một, tập trung đông về một lần để tuyển sinh. Nhưng bây giờ thì cả 3 lứa tuổi nhưng phải chia theo từng khu vực một. Các em tập trung tại trung tâm thể thao của huyện, sau đó xe của câu lạc bộ sẽ đón các em về tận khách sạn được đặt trước. Mình có làm việc khách sạn là chỉ đón tiếp chắc vận động viên tuyển sinh của mình thôi, còn không nhận khách ngoài. So với các năm trước thì năm nay là mùa dịch thì được sự quan tâm của câu lạc bộ bóng đá thì đã được về đến kiểm tra sức khỏe, test sức khỏe và sau đó đo thân nhiệt. Sông Lam sẽ bố trí một cái xe riêng và chờ đón các em và các thầy vào ở khách sạn nơi đã được sát khuẩn, được phun thuốc khử trùng và bố trí ăn riêng ở các phòng riêng. Có lá ở vị trí tiền vệ và kỹ năng tự tin nhất của con là leo biên. Còn mơ ước của con sau này sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp mà ở Việt Nam. Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2020, khi các đội của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An làm mưa làm gió ở các giải trẻ, không thể phủ nhận nơi đây vẫn luôn là cái nôi sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Hiện nay, Sông Lam Nghệ An là số ít lò đào tạo tại Việt Nam có đủ các tuyến U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19 và U21 Sông Lam Nghệ An. Mỗi lứa cầu thủ đều có huấn luyện viên và theo chân họ trong nhiều năm ở chặng đường sự nghiệp. Nhưng việc đóng góp nhân sự cho các đội tuyển quốc gia của đội bóng xứ Nghệ vẫn còn rất khiêm tốn. Việc chỉ tuyển sinh chủ yếu ở các huyện của Nghệ An để mỗi năm chỉ 1-2 cầu thủ được lên đội 1 khiến cho lò Sông Lam Nghệ An đang yếu thế trong công tác đào tạo trẻ, nhất là trong bối cảnh sự trỗi dậy của những trung tâm, học viện bóng đá trẻ của Hoàng Gia Lai, Viettel, Hà Nội hay PVF hiện nay. Đây cũng là sự thách thức không nhỏ dành cho bộ máy lãnh đạo mới, trong đó giữ vai trò quan trọng là ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Em rất là tâm đắc với những cái chia sẻ của thầy và rất là đồng tình. Bởi vì em biết là Sông Lam Nghệ An thì có những cái thế mạnh đó. Sông Lam Nghệ An là một vùng đất em nghĩ là có nguồn đầu vào, nguồn cầu thủ tốt nhất Việt Nam. Bởi vì người dân Nghệ An họ có cái tố chất tốt, họ có cái năng khiếu tốt, nó có cái niềm đam mê, có sức mạnh, có thể chất, có ý chí tinh thần để rất thuận lợi để trở thành những cầu thủ. Cái đó thì có lẽ là nhiều người phải công nhận. Thứ hai nữa là Sông Lam Nghệ An có được một cái tình yêu đam mê bóng đá, có được một cái sự lan tỏa và có được những cái giải đấu như thầy nói. Sông Lam Nghệ An cùng với Hải Dương là những cái đơn vị mà hiếm hoi có nhiều giải đấu cho trẻ con nhất, đúng không ạ? Và cái vệ tinh thầy nói cũng là quan trọng. Em rất thích những cái ý tưởng và cái sự phát triển như vậy. Và em biết là trong quãng thời gian vừa qua thì mình cũng đã có làm một số thứ, ví dụ như là thậm chí là cũng tổ chức những cái lớp đào tạo cho các huấn luyện viên cho các trung tâm vệ tinh, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta phải duy trì, tại vì trong cái huấn luyện nó phải có sự thay đổi. Thì hàng năm chúng tôi có tập huấn cho huấn luyện viên cấp huyện, thị xã và đưa ra những cái vấn đề mới và có những để chúng ta các huấn luyện phải làm theo một cái hệ thống đúng như vậy. Và nếu cái việc đó chúng ta làm mà chúng ta không có giám sát kiểm tra thì tôi nghĩ cái giám sát kiểm tra cũng là vấn đề rất quan trọng. Ví dụ tôi đi kiểm tra ở một huyện nào đó, tôi biệt lịch đi, không báo trước, nên đó ví dụ anh tập, tôi biết. Bây giờ có câu hỏi dành cho thầy, đó là thầy định vị cái lò Sông Lam Nghệ An bây giờ nằm ở đâu trong bản đồ đào tạo trẻ của cả nước? Có một thời lò Sông Lam đã là số 1, nhưng em nghĩ bây giờ mà để đặt Sông Lam số 1 thì hơi khó, đúng không ạ? Vì cái lứa tuổi, cũng có những cái lứa tuổi nó sinh sản ra rất nhiều cầu thủ. Bản thân Phương Nam làm, Phương Nam quá hiểu cái này, vì có những cái lứa nó cũng làm như vậy, cũng đầy đủ như vậy, nhưng mà để nó rất ít nhân tài, nhưng có cái lứa lên rất nhiều. Ví dụ cái lứa Quế Ngọc Khải thì nó nhiều, có cái lứa 6 thì lại không bằng, tức là cũng làm như vậy. Đó là một cái mà chắc là Phương Nam cũng hiểu và chia sẻ.
Nhưng vài năm trở lại thì Sông Lam đang định hình đúng và đi đúng hướng. Và năm 2018-2020 được là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất được. Vâng. Theo thầy thì bây giờ cái hệ thống của Sông Lam mà đào tạo ở phía dưới thì em thấy rất là yên tâm rồi. Cái nền móng, cái cách thầy làm các trung tâm vệ tinh rồi các giải đấu như thế là rất yên tâm rồi. Nhưng bây giờ cái hệ thống đào tạo của mình 11 đến 19 mình đã thực sự chuẩn mực chưa? Và thầy có hướng trong tương lai là mình làm thế nào để quy chuẩn hoàn thiện cái bộ máy hơn đó hơn không ạ? Ví dụ như là có thể với sự hỗ trợ của tập đoàn mình hoàn toàn có thể hợp tác với một câu bộ nước ngoài nào đó với những cái giáo trình hiện đại, với những huấn luyện viên hiện đại, với những giám đốc kỹ thuật Hà Nội hiện đại để giúp cho mình có được cái quy trình đào tạo tốt hơn, cũng giống như dần dần mình có thể hướng đến học viện này ạ. Chúng ta cứ nói làm ban đầu đã. Tôi nghĩ là Phương Nam bây giờ cái hệ thống giới nói như Phương Nam nói, bây giờ chúng tôi đã định hướng rồi. Cái này mà chúng tôi muốn mà không làm được, chúng tôi rất muốn hết 18 tuổi sang 19 tuổi chúng tôi thành lập một cái đội tuyển đá hạng 3 sau đến hạng 2 để đá. Đó là nguồn lực cung cấp chính. Bây giờ mình cho mượn xe lẻ 2 em, 3 em, tính có điều kiện kinh phí. Cái này với nhà thầy trưởng mới tôi đã đề xuất và đã được chấp nhận. Và trong đề án mà tôi đã viết và đến đó là đào thải chỉ dựng số lượng 25 em, 26 em, chúng ta thành lập một đội tuyển thi đấu và thì hạng 3, hạng 2 tốt cho lên hạng nhất. Thì đó là cái nguồn mà tôi nói có thi đấu nhiều thì các em mới trưởng thành. Cái lứa Quế Ngọc Hải mà tôi thấy được 2 năm phải đi mượn đá hạng 2 sau về 1 năm đá ngay. Chúng tôi biết đó, nhưng mà sau đó chúng tôi muốn làm không làm được nữa vì mình cũng có kinh phí để thành lập cái đội đó. Nhưng hệ thống bây giờ thay đổi từ nhỏ đến 18, chúng tôi xác định xong 18, 19 là 3 tuổi. Đó 19 cũng đá, 19 cũng đó là 21 đấy và hàng 3 hàng đấy. Đấy. Thành lập cái đội tuyển khoảng 30 em. Thì lứa tuổi nó trong 19 nó phải có 18, 17, 18 em để đá 19. 21 thì nó đá được cả, hàng 3 đá được cả, Và những em nào tốt thì chúng ta tiếp tục duy trì, những em thì chúng ta đào thải, chúng ta lại có cái lớp dưới tháng năm nó lên chúng lại bổ sung. Và cái nguồn cũng các cầu thủ chính, tôi nghĩ rằng tốt nhất là chính là đấy. Cái đội 1 trong năm. Vì chúng ta định hướng đội 1 thế nào thì người huấn luyện viên ở cái đội này là cũng phải theo cái mục tiêu của đội 1 chứ không phải huấn luyện theo chỉ tiêu của cá nhân anh. Anh thành tích nhưng mà anh cũng đạt được cái ý đồ của đội 1. Thế nên khi lên đội 1 làm tốt được chỗ này thì khi lên đội 1 cả kéo thích ứng rất nhanh. Và cái tôi nghĩ nếu năm nay chúng ta bắt đầu làm và làm nó sẽ tốt. Dạ, vâng, cách làm rất là hay ạ. Hiện nay thì bộ máy quân số của trung tâm đào tạo là gồm bao nhiêu huấn luyện viên và bao nhiêu vận động viên ạ? Hiện tại thì chúng tôi đã có 23 huấn luyện viên và vận động viên 199 vận động viên từ U11 dạ. Đến U21. Em cũng đã từng làm trẻ 10 năm và cũng đã có những cái suy nghĩ về cái số lượng huấn luyện viên cũng như là số lượng vận động viên. Thì thầy cũng đã có hơn 20 năm trong kinh nghiệm, thì thầy có thấy có cái bộ máy đó liệu nó hơi quá cồng kềnh không ạ? Và với số đông như vậy thì mình làm thế nào để có thể quản lý thực sự tốt, nuôi thực sự tốt và huấn luyện thực sự tốt ạ? Đây là Phương Nam, ý Phương Nam nói về vận động viên hay là dạ, nói vâng. về cán dạ. bộ nhân viên? Dạ, cả hai đấy ạ. Thực chất thì vận động viên thì tôi nghĩ thấy huấn luyện viên tôi vẫn thấy thiếu. Vâng ạ. Đúng là trong chuyên nghiệp thì bây giờ cần chuyên, nhiều là chuyên cần, nghiệp thì tôi vẫn thiếu. Tại vì cũng có lớp chỉ được 2 huấn luyện viên. Mình nhất là những cái lớp nhỏ. Tôi muốn đúng vì uốn nắn nhiều hơn phải nhiều hơn, mất dạ. thời công. Đừng có nói làm nhỏ sướng. Làm nhỏ có cái khổ của làm nhỏ, làm lớn có cái khổ đúng không? Cái áp lực nó lớn hơn thôi. Nhưng mà các anh là 11 bắt đầu từng cái động tác, từ cái quản lý sinh hoạt, từ cái động một, tức là phải có nhiều người các em có thể. Một cái lớp mới chúng ta lấy hình nó từ 40 đào thải dân, lớp càng nhỏ đây càng lớn để chúng ta đào thải. Tôi cảm nhận những anh làm cái lớp nhỏ rất là để bây giờ để những anh lớn tuổi mà làm những cái lớp nhỏ không làm được, không thích ứng nữa. Cho nên là mà với cái số lượng đó, với cái số lượng vận động viên đó thì nó tôi nghĩ vẫn không còn, nó còn thiếu. Có một điều nữa em muốn hỏi
cái đợt em hỏi rất thật thôi, mới chia sẻ với cái tâm của mình thôi. Tại vì em cũng có nghe thông tin đó là trong cái quãng thời gian khó khăn vừa qua thì cái chế độ đãi ngộ cho huấn luyện viên nó không thực sự tốt. Lương của huấn luyện viên trẻ ở Sông Lam Nghệ An không cao lắm, và điều đó hình như nó không kích thích được cái sự nỗ lực và cái sự hết mình của họ. Thực chất đó là một thực tế, mà ngược lại Phương Nam phải nhìn nhận. Dù vậy nhưng mà anh em mình phải rất tôn trọng anh em. Anh em cũng đã cố gắng và làm hết mình. Tôi nghĩ đó là có cái thành tích. 3 năm đấy có những năm chúng tôi có gần đây có 3 huy chương vàng, 6 giải, 1 bạc 2 đồng, 6 giải đây có những năm ngoái. Thì đó là một sự đóng góp. Với động lực như vậy anh em chúng ta phải trân trọng chứ. Bây giờ có đây là mới, chế độ tốt hơn thì anh em càng phải làm tốt hơn nữa. Lương của huấn luyện viên đã lên chưa? Sắp tới sẽ lên, chắc chắn sẽ lên. Đấy, sẽ có thay đổi. Mà thay đổi tôi nghĩ là tương đối rõ nét. Vâng ạ. Bởi vì tại người... vì dạ. Tôi chưa nói thẳng được vì chưa công bố chính thức. Dạ, vâng. Ví dụ, vâng, tại vì... Nhưng mà nó sẽ thay đổi rõ nét. Vâng. Chắc chắn là em nghĩ là chắc chắn cầu thủ cũng đã được tăng lương rồi, chế độ đãi ngộ cũng như thế rồi, và cái vấn đề của huấn luyện viên thì một cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Và thì em nghĩ rằng tốt rồi, tại vì em biết huấn luyện viên Nghệ An thì cũng là đều là những người từ cầu thủ trưởng thành lên. Họ cũng có đam mê, họ cũng có tình yêu, và họ cũng giống như thầy nói, trong thời gian khó khăn như thế mà họ vẫn còn vượt qua được, thì cái khi mà họ được hưởng một cái chế độ đãi ngộ xứng đáng thì chắc chắn là họ cháy hết mình thôi, đúng không ạ? Cháy hết mình, cái đó đương nhiên rồi, đúng không ạ? Dạ vâng, đó là những câu chuyện rất là thú vị liên quan đến cơ quan chủ quản trung tâm đào tạo bóng đá của thầy. Và cá nhân em thì vẫn rất mong cái lò Sông Lam nó sẽ trở lại với vị thế như ngày xưa. Bởi vì có những cái giai đoạn mà em là một huấn luyện viên mà em thường xuyên em phải lấy hình mẫu là Sông Lam Nghệ An để em nhắc nhở các cầu thủ của mình về mặt tinh thần, ý chí, về mặt chiến đấu. Và em nhớ rằng trong cái thời kỳ đầu ấy, mà khi mà Viettel mới bắt đầu đào tạo trẻ thì đá với Sông Lam toàn thua. Nhưng sau đó thì có thể là do cái cách làm, do cái chơi, do cái sự đào tạo, sự quan tâm. Sau này thì Viettel bắt đầu có cái vị thế tốt hơn so với Sông Lam ở những đội trẻ. Bởi vì có những giai đoạn cảm giác như Sông Lam cũng bị khủng hoảng, bị mất một thời gian không quan tâm đến đào tạo trẻ nên hơi tụt. Nhưng những năm trở lại đây thì gần rồi, và em nghĩ rằng với những cái sự quan tâm và những sự đổi như này thì hy vọng rằng lò đào tạo của Sông Lam sẽ trở lại với vị thế như xưa. Vâng, đó là những câu chuyện liên quan đến trẻ. Còn bây giờ thì liên quan đến một những câu chuyện cấp bách liên quan đến Sông Lam. Chưa bao giờ xuống hạng nhưng bây giờ thì đang ở vị trí cuối bảng và gặp rất nhiều khó khăn. Tâm tư và suy nghĩ của thầy như thế nào? Thực chất đây là cũng tâm tư và suy nghĩ mà ta nói thẳng luôn, và cái mục tiêu rất rõ ràng khi chủ tịch tập đoàn tiếp nhận bóng. Cái mục tiêu đó là mục tiêu đầu tiên. Hết giải Phan Văn Đức phải chuẩn bị hết hợp đồng. Thì tôi nghĩ rằng là cái làm đầu tiên đúng nhất là và tốt là sao? Phan Đức kỳ 3 năm. Phan Đức yên tâm để công việc phục vụ. Phải cháy hết mình. Và cũng là cái giá trị thực của Phan Đức đã được bù đắp. Thế nên là tôi nghĩ rằng là Phan Đức phải cháy hết mình. Cái thứ hai tiếp đến Phạm Xuân Mạnh. Rồi tiếp tục. Tôi nghĩ là Hoàng thủ môn, anh Hoàng là thủ môn tất cả, và nó hướng đến những mục tiêu xa hơn. Và thông tin mới nhất thì hiện nay Olaha đã có mặt tại Thành Huế. Vì Olaha chắc Phương Nam biết rồi. Thì phần viên ngoại chúng ta thấy qua 12 trận của lượt đi, chất lượng ngoại của Sông Lam thế nào thì chắc Phương Nam tôi không phải nói nữa. Bây giờ cần phải thay thế. Thì thay thế thì trong điều lệ quy định thì Sông Lam nó nỗ lực hết sức mình để nữa. Vì như thử việc thì không có thời gian nữa. Phải tìm cầu thủ mà nó... Chứ Olaha thì cũng phải thử không việc cần nữa. Thử việc nữa. Tại vì Olaha quá quen thuộc và chất lượng chuyên môn của Olaha sao cũng làm biết thôi. Đây là đối tác rất ăn ý của Phan Văn Đức nữa. Tôi tin rằng sau có những cái bổ sung và tiếp tục có những cái thay đổi mà bây giờ chưa tiết lộ được. Thì em thấy là thứ nhất là về mặt tinh thần là phải khác. Tinh thần thì không phải nói nữa rồi. Vâng, tôi nói thì các cầu thủ có như là yên tâm và cháy hết mình rồi, cũng giống như thầy. Bán huấn luyện đã được ổn định rồi. Rồi cầu thủ ngoại sẽ được thay thế bổ sung. Cầu thủ nòng cốt thì đã được trả hợp đồng. Và tiếp tục gặp những cầu thủ khác đã được ký hợp đồng. Tôi nghĩ rằng là khi cầu thủ chúng ta yên tâm thì người ta sẽ cống hiến hết mình. Và cái khoảng cách 3 điểm còn 8 trận đấu nữa, tôi nghĩ không phải là không làm được. Bây giờ chúng ta phải làm và làm bằng cách nào là
thì chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, phải tập luyện, phải đấy, chúng ta chuẩn bị. Mà tôi tin là Nghệ An Phong Nam cũng có những cái năm, có giai đoạn khoảng 4 năm trận đấu, nhưng mà khi vào thời điểm khó khăn nhất thì cái tinh thần nghệ sẽ được phát huy, lúc đó lại trỗi dậy. Chúng tôi còn niềm tin nhé, chúng ta làm công tác quản lý và chúng tôi ở trong một quá trình sông Nam gần hơn 40 năm trong khó khăn thật, tươi như là hôm nay là khó khăn thật, chúng ta thấy cũng là khó khăn được, nhưng chúng ta cũng phải khó khăn phải cũng làm được, không phải là đã hết. Nên là tôi nghĩ rằng là tôi còn có niềm tin bản thân và ban huấn luyện có niềm tin, mà từ chủ tịch cũng phải có niềm tin và có niềm tin để tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng ta làm. Thì tôi nghĩ rằng cầu thủ sẽ cháy hết mình, sẽ đạt được những gì mình mong muốn mà cái mục tiêu chủ tịch đã đề ra khi bước chân về là tiếp nhận đội bóng. Mọi thứ em thấy là bắt đầu tốt dần lên rồi. Từ cái việc có bàn tay của nhà tài trợ đến thì đúng là như những gì như thầy nói, những cầu thủ trụ cột đã ổn định, những cầu thủ trẻ được tăng lương, mọi thứ đều, thứ nhất là về mặt tư tưởng và mặt tinh thần bây giờ thì không có vấn đề gì phải lăn tăn rồi. Rồi chế độ chăm sóc cũng tốt hơn. Em cũng thấy rằng đội 1 bây giờ thì cũng đang bắt đầu tìm những chuyên gia vật lý trị liệu, những chuyên gia thể lực để chăm sóc sức khỏe cho đội 1. Nhưng có một chút băn khoăn ở vị trí thuyền trưởng. Em thì biết Huy Hoàng rất là rõ và không nghi ngờ nhiều về chuyên môn cũng như năng lực của bạn ấy. Em chỉ hơi lo một chút là kinh nghiệm thôi. Ý thầy thì thế nào ạ? Cái quan trọng nhất là có uy tín với vận động viên nữa không? Tôi nghĩ cái điều đó cũng điều cực kỳ quan trọng. Làm vận động viên mà không có uy tín với vận động viên thì có giỏi mấy cũng khó thành công. Anh Huy Hoàng anh có uy tín. Dù sao là anh là tuyển thủ quốc gia anh đó. Thì anh có thể thiếu cái này một tí. Nhưng mà anh lại bù lại anh hơn người khác. Có anh Văn Sĩ Hùng cũng là người có kinh nghiệm về cũng là quản lý mảng chuyên môn của bộ thì hỗ trợ cùng ban tuyển. Thì nếu chúng ta làm việc có trách nhiệm, tất cả thì vận động viên yêu quý thì tất cả chúng ta cháy hết mình, thì tôi nghĩ cái này có thể thiếu một tí thì có cái khắc bù, không có cái gì toàn diện cả. Có những người huấn luyện rất giỏi nhưng mà vẫn thất bại nếu không nắm được vận động viên. Và mục tiêu nó có mục tiêu rõ ràng chứ không phải là làm để làm một cái để làm gì. Bây giờ năm nay gọi là thủ hạng đã, đó là mục tiêu để phấn đấu. Thì chúng ta phải phấn, mà chúng ta đang làm những cái điều tốt nhất để chúng ta hoàn thành tốt cái mục tiêu đó. Chúng tôi cầu thủ trẻ thì chỉ đốn lên 1-2 vị trí thôi. Đấy là cái điểm về các cầu thủ nội. Còn các cầu thủ ngoài thì chúng tôi sẽ thay thế phân đá là các cầu thủ ngoài. Và ban huấn luyện sẽ bổ sung thêm hai người, đó là anh Phạm Văn Quyền và anh Bùi Minh. Tôi nghĩ vấn đề của Sông Lam trong thời gian vừa qua là vấn đề không ghi được bàn thắng. Thì tất cả các cái số điểm trên bảng xếp hạng thì nó đã ghi rõ. Vì mình có bàn thắng thì chắc chắn là không có trận thắng. Đấy là cái vấn đề của đội Sông Lam. Vâng, thực ra thì nhắc đến câu chuyện này thì em hơi tiếc cho một người học trò ruột của thầy một chút. Đó là anh Nguyễn Thành Công. Nếu như có cái mối đương duyên giữa Tân Long và Sông Lam nó đến sớm hơn một chút nữa thì rất có thể là huấn luyện viên Thành Công sẽ là huấn luyện trưởng của Sông Lam chứ không phải là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đâu, đúng không ạ? Chưa có duyên bóng đá thì trước thầy cũng biết. Hồi xưa chả ai nghĩ anh Thành Công ra Viettel, anh cũng vào Sài Gòn, anh không về Hồng Lĩnh. Bóng đá là nó không thể nói được gì cả, nên là cái duyên nó đến lúc nào thì phải ta được lúc ấy. Và em nghe nói là hình như trong cái chiến lược phát triển của Tân Long cũng như là Sông Lam Nghệ An là sẽ tìm cách để kêu gọi những tài năng, những ngôi sao xứ Nghệ đang thi đấu tản mát ở đâu đó về với đội bóng của mình, có đúng không ạ? Đó là cái nguyện vọng của người hâm mộ, của khán giả, của tất cả người con xứ Nghệ. Bản thân cầu thủ cũng rất muốn vọng. Thế khi có điều kiện thì chúng ta tôi nghĩ là điều đó là điều tốt. Và lúc trước thì mình hơi khó khăn về điều kiện tài chính đó ạ. Vì muốn cũng làm được, nhưng mà điều kiện nếu mà người con xứ Nghệ xuất sắc ra đi mà dù muốn về cũng như cái hướng thì mình có điều kiện thì mình tiếp nhận. Dạ vâng. Em thì đó là cái nguyện vọng của tất cả mọi người. Em thì em biết là Quế Ngọc Hải sang năm hết hợp đồng rồi này, Nguyên Mạnh rồi, Khắc Ngọc này, rồi Trọng Hoàng này cũng là sắp hết hợp đồng rồi. Đấy rồi ví dụ một ngày nào đó đẹp trời chúng ta nhìn thấy huấn luyện viên Thành Công trở về, rồi Văn Hoàng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải đá cặp với Văn Khánh, rồi Trọng Hoàng, rồi Khắc Ngọc, rồi Xuân Mạnh và Văn Đức. Thì lúc đó thì chắc chắn là người hâm mộ bóng đá Nghệ An sẽ rất vui, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu được như thế thì rất tốt. Mà cái điều mong muốn của cổ động viên, của người yêu bóng đá xứ Nghệ thì cũng chắc là phải có mục tiêu, có kế hoạch chứ không phải nói là ta làm ngay được.
đúng không? Rồi quyết định cuối cùng vẫn là phải chủ tịch. Những cái đó nó là việc lớn. Em không phải là người Nghệ An mà khi em nhìn thấy cái em nghĩ đến cái điều đó em đã thấy vui rồi. Thì người Nghệ An mà nhìn thấy được một cái đội hình của họ như vậy thì chắc là họ cũng rất là hạnh phúc. Và đó là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến. Nhưng chúng ta nghĩ đến những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng phải lường trước được những cái tình huống xấu nhất, đúng không ạ? Chúng ta làm nghề mà chúng ta phải tính toán cho tất cả những cái giải pháp. Nếu trường hợp không may, chúng ta nói trường hợp không may thôi, Sông Lam cố gắng hết sức rồi nhưng sẽ vẫn xuống hạng ở mùa này, thì câu bộ sẽ ra sao? Thôi bây giờ ta cứ mong điều tốt đẹp chết đi. Dạ vâng ạ. Và cái đó phần sau. Tôi nghĩ Phương Nam, mà bản thân tôi cũng muốn trả lời câu hỏi này là vì sao tôi không nghĩ đội xuống đâu. Tất nhiên là có thể xảy ra, có thể xảy ra, nhưng mà tôi cũng tin tưởng tôi cũng muốn trả lời câu hỏi này nó hay hơn. Vì tôi vẫn còn niềm tin mà, nhưng tôi xin các Nam không trả lời đấy. Nói đến mặt bằng chung thì cũng là do một phần dịch bệnh, và cũng như Sông Lam Nghệ An đã có những cái cầu thủ trẻ nhiều, cũng như là kinh nghiệm tràn mạc rất được nhiều. Nhưng mà đó cũng phải là đổ lỗi hay là bất cứ một cái gì cả. Mình nghĩ thì Sông Lam Nghệ An sẽ làm được. Hiện tại thì tất cả anh em cũng như là ban huấn luyện trong đội đang có cái sự tập trung cao nhất và có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thời gian qua thì đội không được gặp mà nhiều may mắn lắm, cho nên kết quả không được như mong đợi. Đội em giờ cải thiện về tất cả mọi mặt, về ăn ở tập luyện và các chế độ dinh dưỡng. Một lần nữa em cảm ơn thầy về những chia sẻ ngày hôm nay, và cũng rất vui khi được nghe những thông tin tốt đến từ Sông Lam Nghệ An. Và hy vọng rằng thầy Nghĩa cùng với câu lạc bộ của mình sẽ có được sự thành công trong quãng thời gian tới. Và biết đâu một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau và trao đổi lại và cùng đánh giá lại những gì chúng ta đã trao đổi ngày hôm nay để xem những bước tiến của Sông Lam đến đâu, đúng không ạ? Thôi, xin cảm ơn Phương Nam và ekip. Các bạn thân mến, đây là một Phương Nam Show đặc biệt khi mà chúng ta biết rằng một nhân vật của Phương Nam Show không nói về mình mà nói về câu lạc bộ của mình, nói về công việc của mình và nói về một trong những câu lạc bộ truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Hôm nay thì qua những chia sẻ của thầy Nghĩa thì chúng ta cũng đã hình dung ra một bức tranh về Sông Lam Nghệ An với những khó khăn trong quá khứ, những ràng buộc bởi cơ chế. Và bây giờ thì họ đang có được một sức sống mới với một đơn vị tài trợ mới với những nhiều điều mới mẻ. Hy vọng rằng sự kết hợp này sẽ mang lại sức mạnh cho Sông Lam Nghệ An để chúng ta được chứng kiến một đội bóng giàu truyền thống nhất của Việt Nam trở lại với cái vị thế, với đẳng cấp vốn có của họ. Và tôi nghĩ rằng đó sẽ là điều những người yêu bóng đá thực thụ mong muốn với Sông Lam Nghệ An mình. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục thi đấu như thế nào ở V-League, xem chặng đường phát triển tiếp của họ sẽ ra sao, lò đào tạo Sông Lam của thầy Nghĩa sẽ có những bước tiến vượt bậc nào trong thời gian tới. Còn bây giờ thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.